Vâng, đầu tiên xin chào tất cả anh em chơi audio toàn quốc. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Linh Phạm Audio, kênh chính thức chuyên review hàng bãi tuyển chọn của bên em. Và như thường lệ, anh em nhớ like cũng như đăng ký kênh để luôn ủng hộ và nhận những video đầy đủ nhất, update chính thức trên kênh chính thức này. Xin cảm ơn tất cả anh em. Ngày mai đây số em mới về thêm một cặp 88A màng FB đẹp, rất đẹp. Thì mời anh em trải nghiệm luôn. Em xin quay review để anh em có thể nhìn qua về cặp loa này. Và Pioneer CS88A màng FB là một cặp loa có thể nói là quá nhiều anh em biết đến với độ đẹp và chất âm của nó. Loa căng mất cáo của kính là một trong những phiên bản rất là thành công của hãng Pioneer đưa đến cho người dùng. Vâng, hàng bãi mới về nguyên bản thì anh em có thể nhìn thấy. Gần loa, loa sử dụng thì 6 đường tiếng, một bát 30 cm, gân vải, hai loa chung và một loa tép còi và hai loa tép ở đây. Thì với sự tinh tế và tỉ mỉ của người Nhật thì 88A được tỉ mỉ từng đường nét và đưa đến cho người dùng, nó là cái nhìn đầu tiên là rất là đẹp về cái thiết kế. Còn về chất âm thì dòng loa này nổi tiếng với những dòng nhạc chơi đó là nhạc vàng, bolero nghe cũng được, hoặc là nghe nhạc P75 là hay nhất, tại vì nó là chuyên để nghe băng cối mà. Thì anh em khai thác theo chất âm và cũng như là gu nhạc riêng của mình. Vâng, thì mời anh em đến với trải nghiệm của chất âm cặp loa này. Tâm tư sâu kín trong thư còn đây, niềm khi mưa.
Vâng, thì anh em yêu thích cặp loa này và muốn liên hệ đặt hàng có thể liên hệ đến số điện thoại của em là 0908 325 777. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.